Hồi 37, khi cậu ra khỏi lều họp của ốc đảo thì chỉ còn ánh trăng soi sáng. Cậu đi thêm 20 phút nữa mới về được tới lều của mình. Nhưng chuyện xảy ra vừa mới đây khiến cậu hãng sợ. Cậu đã nhập vào thế giới, vào tâm linh vũ trụ và có thể phải trả giá bằng cả mạng sống của mình. Ván bài đắt quá. Nhưng từ ngày bán đi bày cụ để theo đuổi chính vận mệnh của mình, lúc nào cậu cũng đánh cuộc với giá cao. Người phu lạc đà đã nói sao nhỉ? Chết vào ngày mai thì cũng chẳng khác. Chết vào bất cứ một ngày nào khác. Mỗi ngày là để ta sống hoặc để từ giả cõi đời. Mọi sự tùy vào một từ thôi. Must up. Cậu bình thản, lòng không ân hận gì. Nếu ngày mai cậu chết, thì chính bởi vì Thượng Đế không thích thay đổi tương lai, dù cậu có chết thì cũng chẳng thể chết sau khi đã vượt eo biển đã làm việc trong cửa hàng pha lê đã được biết sự yên ắng của sa mạc và đôi mắt fatima đã từ lâu từ khi rời nhà đi mỗi một ngày cậu đều đã sống hết mình nếu ngày mai có chết thì mắt cậu cũng đã được thấy rất nhiều hơn hẳn những người chăn cụ khác và cậu rất hãnh diện về điều này chợt có tiếng vó ngựa và cậu bị một làn gió cực mạnh hất ngã xuống đất. Quanh cậu bụi túng mít mâu, che gần khuất mặt trăng. Trước mắt cậu là một con ngựa khổng lồ, cất cao hai vó trước, hí vang, khiếp đảm. Khi đã bớt bụi thì hình ảnh cậu nhìn thấy khiến cậu sợ choáng người, chưa bao giờ sợ đến thế. Một kỵ sĩ mặc toàn đen ngồi trên mình ngựa một con chim ưng đậu trên vai trái người ấy đội khăn xếp che kín mặt chỉ để hở hai mắt giống như những sứ giả của sa mạc nhưng oai phong hơn nhiều Kỳ sĩ đầy bí ẩn kia rút ra yên ngựa từ yên ngựa một thanh kiếm cong thép lấp lánh dưới ánh trăng kẻ nào đã cái gan giải đoán đường bay của chim bồ cắt tiếng người ấy tấm dậy vang vọng vỡ năm vạn gốc chà là của ốc đảo Ephayan. Tôi đây, cậu đáp. Và liên tưởng tới hình tượng Thánh Santiago de Compostela trên mình ngựa phóng qua đầu lũ ngoại đảo. Khác chăng là bây giờ là kẻ ngoại đảo kia như tượng thánh trên mình ngựa, còn cậu nằm dưới đất, tôi đấy. Cậu đáp rồi cúi đầu để tránh nhát kiếm nhiều mạng người sẽ được tâm linh vũ trụ cứu thoát. Đó là điều mà ông không ngờ tới. Nhưng lưỡi kiếm không chém xả xuống cậu, mà cánh tay của người lạ chỉ hạ xuống từ từ cho đến khi mũi kiếm chạm vào trán cậu. Kiếm sắt làm trán cậu rỉ máu. Kỳ sĩ bất động. Cậu cũng bất động. Cậu không nghĩ đến chạy trốn mà thấy trong lòng rạo rực lên một niềm vui kỳ lạ. Mình sẽ chết vì đấu quyết tâm thay đổi vận mệnh của mình và vì Fatima. Thế có nghĩa là các điềm báo không sai. Hiện cậu đối mặt với kẻ thù và chẳng việc gì phải vận tâm về cái chết vì tâm linh vũ trụ đang chờ đón mình. Cậu sẽ nhanh chóng trở thành một phần của linh hồn ấy và ngày mai kẻ thù kia cũng sẽ thành một phần của nó. Nó. Người lạ vẫn ghi kiếm và trán chậu tại sao mi lại sẽ đánh đường bay của chim tôi chỉ đọc những gì chim muốn báo thôi chim muốn cứu ốc đảo khỏi các người sẽ phải chết còn các người sẽ phải chết ốc đảo đông hơn lũ các người mũi kiếm vẫn không rời chán cậu mi là ai mà táo gan muốn thay đổi số phận đã được ala à quyết định ala à tạo dựng các đạo quân cũng như người sinh ra lũ chim kia người đã dạy tôi ngôn ngữ của loài chim một điều mọi điều đều do bàn tay một bàn tay viết nên cả cậu nói dùng chữ của người phu lạc đà người lạ thu kiếm về cậu thấy nhẹ cả người nhưng vẫn không bỏ nhưng vẫn không có ý bỏ chạy đừng có đón mò người lạ nói điều gì đã được bàn tay nọ ghi sẵn rồi thì không cản được đâu tôi chỉ trông thấy một đạo quân chứ không biết được trận đánh sẽ kết thúc thế nào cậu đáp Người lạ có vẻ hài lòng với câu trả lời của cậu. Ông vẫn lâm lâm thanh kiếm trong tay. Một người lạ như mi đến xứ lạ này để làm gì? Tôi đi theo vận mệnh của mình, nhưng ông không thể hiểu được đâu. Kỵ sĩ tra kiếm vào vỏ. Con chim ưng trên vai ông ta bỗng kêu lên nghe rất lạ. Cậu thấy bất căng thẳng. Ta muốn thử lòng can đảm của cậu đó thôi. Người lạ nói. Vì can đảm là điều thiết yếu để hiểu được ngôn ngữ của vũ trụ. Cậu ngạc nhiên. Người lạ này nói về những điều mà rất ít người biết. Không được phép sao nhãn. Dù đã tiến rất xa, ông ta nói tiếp. Và yêu quý Sa Mạc không được bao giờ, không bao giờ được tự, được tin nó tự tuyệt, nó tuyệt đối. Vì Sa Mạc luôn thủ thách con người. Nó sẽ giết người nào là kẻ lơ là, không cân nhắc từng bước đi một. Những điều ông ta nói khiến cậu liên tưởng đến việc vua già. Nếu đạo quân ấy đến đây thật, và khi mặt trời lặn mà đầu cậu vẫn chưa rụng, thì hãy tìm ta, người lạ nói. Bàn tay vừa mới vung kiếm, giờ vung lên một cái rồi. Con ngựa bạch lại tung hai vó trước làm các bụi mịt mù. Ông ở chỗ nào? Cậu gọi với theo vị kỵ sĩ phóng ngựa đi bàn tay cầm roi chỉ về hướng nam thế là cậu đi gặp nhà luyện kim đan